Xin kính chào quý vị và tất cả bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của Đồ Happy Car. Xin kính chào các quý anh chị. Ngày hôm nay thì em cũng chúc quý anh chị chúng ta thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trước mặt quý vị và quý anh chị là chiếc xe Kia Seltos phiên bản 1.4 Premium. Hiện tại thì ngày hôm nay thì rất là nhiều xe đã về đại lý rồi, có thể giao được cho khách hàng, và cũng tiện thể em cũng quay clip luôn cho mọi người cập nhật cái bảng giá khuyến mãi mới nhất và lăn bánh ở thời điểm tại dành cho cả nhà mọi người nha. Và trước khi clip bắt đầu thì mọi người đừng quên rằng ấn giúp em nút đăng ký kênh của Đội Ngũ Happy Car và nút chuông bên cạnh để bên em có thể ra động lực nhiều clip hay hơn. Như mọi người đã biết thì thời điểm trước Tết ý, thì Seltos thực sự là rất là khan hàng khi mà nhà máy sản xuất ít hơn. Thế tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì khuyến mãi và cũng như là sản xuất đã được đi vào hoạt động một cách trơn tru hơn, thế nên là sẽ mang lại được nhiều xe hơn cho khách hàng, giao đến nhiều tay khách hàng, nhưng cũng sẽ có sự thay đổi đấy ạ. Thì ngày hôm nay em sẽ cập nhật một cách chi tiết cho anh chị nhé. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phiên bản Seltos 1.4 Turbo Deluxe, phiên bản có giá trị thấp nhất. Thì hiện tại bên em đang có mức giá bán là 639 triệu đồng. Để lăn bánh được dành cho những quý anh chị mà chúng ta đang ở Hà Nội thì sẽ là 700 triệu, và mọi người biết được là tiền thuế đang là 6% mà thôi, áp dụng đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022 mọi người nhé. Nếu mà quý anh chị mà chúng ta có nhu cầu đặt hàng thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình. Hiện tại thì xe có tăng 5 triệu so với cả tháng trước. Đó, đấy là những chính sách có hơi chút một sự thay đổi đó. Thì giá có tăng nhưng mà xe thì có sẵn nhiều hơn dành cho các quý anh chị. Và nếu mọi người mà không cân đo đong đếm quá nhiều với số tiền khoảng 5 triệu đồng thì mọi người lấy thời điểm này em cũng nghĩ là hợp lý, tại vì xe có bên em cũng khá là nhiều. Nếu quý anh chị mà chúng ta vay trả góp nhé, thì mọi người chuẩn bị giúp em chỉ tối thiểu thôi 128 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi. 128 triệu thời điểm này chúng ta đi mưa nắng mà cũng như là rất nhiều các option, nói chung là về cơ bản thì phiên bản 1.4 Turbo Deluxe sẽ làm giá thành cực kỳ hợp lý. Phiên bản thứ hai mà em muốn chia sẻ cho anh chị đó chính là phiên bản Seltos 1.4 Turbo Luxury có mức giá bán là 699 triệu. Thì để lăn bánh được dành cho quý anh chị mà chúng ta đang ở Hà Nội nhé là 765 triệu đồng. Thì cũng có tăng 5 triệu so với tháng 1. Và để trả góp được thì anh chị chúng ta chuẩn bị giúp em là 140 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Và em được xin nhắc lại là lăn bánh là 765 triệu đồng. Còn trả góp thì sẽ là 140 triệu đồng. Phiên bản thứ ba đó chính là phiên bản Seltos 1.4 Turbo Premium đang có mức giá bán là 749 triệu đồng. Và lăn bánh ở Hà Nội sẽ là 820 triệu. Và cũng có tăng 5 triệu so với cả tháng trước. Còn vay trả góp thì mọi người chuẩn bị giúp em là 150 triệu cho. 150 triệu mọi người nhé, là chúng ta đã sở hữu được rồi. Và lãi suất rất là ưu đãi, khi mà mọi người tất toán sau 3 năm là không bị mất phí phạt đâu ạ. Thế nên là mọi người yên tâm. Bên em thì đang có xe giao ngay nhé. Thế nên là quý anh chị mà chúng ta cần thì mọi người gọi điện vào hotline hoặc là inbox trực tiếp qua Zalo, thì bên em sẽ báo giá một cách cụ thể hơn. Và phiên bản cuối cùng là phiên bản hút khí tự nhiên 1.6 Premium, mức giá bán niêm yết là 724 triệu. Bên em bây giờ lăn bánh xong ở Hà Nội sẽ là 785 triệu. Riêng phiên bản Premium 1.6 thì bên em sẽ không tăng giá so với cả tháng 1 đâu. Thế là người nếu mà có nhu cầu phiên bản này thì mọi người vui lòng gọi điện vào hotline. Còn chuẩn bị giúp em tiền trả góp ấy ạ, tối thiểu là 145 triệu đồng là chúng ta đã sở hữu được chiếc xe phiên bản 1.6 Premium rồi. Đó, đấy là những cái thông tin chi tiết nhất dành cho những quý anh chị mà chúng ta đang cập nhật ở ngày 18 tháng 2 năm 2022 với mức giá bán ở hiện tại. Và mọi người hãy đăng ký kênh của bên em để em sẽ cập nhật liên tục cho mọi người những cái giá bán mới nhất dành cho những quý anh chị chúng ta đang quan tâm đến Kia nói chung hay là dòng Seltos nói riêng. Mọi người có mua xe chiếc xe này không thì hãy để lại comment ở bên dưới cho em biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất.